Tiên đạo tranh phong tập 29 Bây giờ cảnh tượng đó chậm rãi tiêu biến Khiến cho vương lâm hít một hơi thật sâu Ánh mắt không khỏi nhìn vào chỗ lõm trong truyền thống trận Khối linh thạch đã biến thành tro bụi Bị lốc xoáy thổi bay Nhưng linh lực ẩn chứa trong khối cực phẩm linh thạch Cũng làm cho tim vương lâm đập thình thịch Dùng mấy vạn khối thượng phẩm linh thạch Đặt cùng một chỗ Chỉ sợ cũng không có được hiệu quả bằng nó Thân hình cậu đoan mộc cực lóe lên đến bên cạnh Vương Lâm quát khẽ, đi vào. Trong lòng Vương Lâm cười lạnh, liếc nhìn đoan mộc cực một cái, đã hiểu thấu suy nghĩ của hắn. Hắn lo lắng khi mình tiến vào sẽ xảy ra một chút biến cố. Vương Lâm thản nhiên không chút do dự, tiến vào trong lốc xoáy, đứng trên truyền thống trận. Đoan mộc cực theo sát phía sau, cuối cùng chỉ cô Uông Thanh Việt. Hắn cẩn thận kiểm tra một chút rồi mới bước vào. Ngày sau đó, lục xoay trên không trung chợt trở nên cuồng loạn khiến cho cả ngọn núi ầm ầm chấn động ba người phía trong trận pháp lập tức biến mất một hồi lâu sau nơi này mới khôi phục lại vẻ bình thường sương mù bị đẩy đi đã kéo trở lại một lần nữa bao phủ lấy truyền tống trận phạm vi của tu ma hải cực lớn ngoài nội hải lại có một tầng hồng phụ nếu không có tu vi nhất định thì chỉ cần dính một chút hồng phụ thân thể lập tức bị hủ thực tan thành mây khói ngay cả thần thức cũng không thể trốn thoát, cả đời bị nhốt ở bên trong hồng vụ ấy. Hồng vụ đã trở thành tấm chắn thiên nhiên, ngăn cách nội hải và ngoại hải. Chỉ vào ngày sương mù hóa giải hàng năm, trong thời gian một ngày, hồng vụ mới tản ra. Thông thường, những tu sĩ muốn rời khỏi hay tiến vào nội hải thì chỉ có cách đợi đến ngày này mà đi xuyên qua. Sau khi đi qua hồng vụ là đến tu ma nội hải. Nơi này tập trung vô số cường giả rất nhiều ba đầu thanh danh hiện hách ở bên ngoài đều tiến vào đó ẩn cư phạm vi của nội hải cũng rất là lớn nếu chỉ phi hành thì phải mất tới trăm năm mới có thể phi hành đến bên kia nội hải ở cực bắc của nội hải có một bình nguyên được gọi là toán tinh loạn đây là nơi duy nhất trong tu ma hải mà vũ khí chẳng thể lan đến nó được vô số những tảng đá vụn thần bí vây quanh tạo thành một lớp lá chắn thiên nhiên vô cùng chắc chắn cái vòng tròn được tạo từ vô số mảnh đá vụn đó như bị một sức mạnh kỳ bí nào đó kìm hãm, tạo thành một vùng đất rộng tới trăm dặm này chính để toái tinh loạn. Nơi này còn được gọi là vùng đất chết. Tu sĩ cô tu vì nguyên anh kỳ nếu như chưa tới ngày sương mù biến thành biển mà cứ nhất quyết xâm nhập vào thì trong 10 người ắt sẽ chỉ có vài người thành công. Nhưng đêm như vẫn cố xông vào toái tinh loạn thì chỉ sợ mười người cũng phải chết hết chẳng còn ai sống sót. Từ giờ đến nay, toái tinh loạn trong tu man nội biển đừng coi như là nơi nguy hiểm nhất ở đây. Theo truyền thuyết, vùng đất này xuất hiện trước khi tu ma hải biến thành xương. Bao nhiêu năm qua, không biết có bao nhiêu tu sĩ đã muốn vào thăm dò nơi đây. Nhưng cũng đều tới gần rồi lại trở về. Có vài người đã đi qua được toái tinh loạn, nhưng cũng không ở lại cho dù đảng cũ cấp tù trần quốc cũng sẽ ngại sức mạnh vô hình của vùng đất này bọn họ cũng không dám phái quá nhiều cao thủ tới nơi đây thăm dò hơn nữa không ai biết được bên trong vùng đất đó rốt cuộc là cái gì nên bọn họ cũng chẳng muốn tốn công vô ích cả một thời gian dài những tu sĩ còn nuôi mộng tưởng có thể thâm nhập được vào vùng đất này ngày càng ít đi nhiều năm trước đây tình trạng này đã có sự thay đổi ở lục cấp tu trần quốc duy nhất trên chủ tước tinh có một vị cao thủ thần thông một mình thâm nhập vào tu ma hải người đó khiêu chiến vô số cao thủ nhưng chẳng có ai xứng đáng là đối thủ của mình cuối cùng người đó thâm nhập vào toái tinh đoạn nhưng cũng mặt vô âm tín từ đó mười năm sau chủ tước tinh phái rất nhiều cao thủ tới đó bày ra một cái đại trận phong tỏa vùng đất này đồng thời ra lệnh ai thâm nhập vào đó giết chết không thả thế nên từ đó tới nay trở thành tuyệt địa, khiến cho ai nhắc tới cũng thấy khiếp sợ. Tới ngày nay, nỗi sợ hãi đó cũng có vơi đi phần nào, nhưng trong phạm vi ngàn dặm quanh đó, không hề có bóng dáng bất cứ một vị tu sĩ nào khác. Một ngày nọ, ở bên ngoài toái tinh loạn, có một đàn sương đen đang bao phủ một cái sơn cốc. Bất chợt từ trong đàn sương chợt xuất hiện một cơn lốc xoáy. Cơn lốc càng lúc càng lớn, nhanh chóng tạo ra một khoảng đất trống. Trên mặt đất còn có một cái truyền tống trận cổ xưa đang tỏa ra một ánh hào quang chói mắt có ba bóng người từ từ xuất hiện cảnh tượng đập vào mắt đầu tiên khi vương lâm vừa mới xuất hiện chính là vùng đất toái thạch những viên đá nhỏ to với những hình thù kỳ quái kết thành một khối hình cầu chậm chạp chuyển động trên những viên đá thi thoảng lại có những tia chớp màu tím xuất hiện Liệu mặt có thể ước chừng đại khí diện tích của nơi đó rộng khoảng chừng trăm dặm đây chính là toái tình loạn ư. Uông Thanh Việt hiển nhiên là lần đầu tiên tới nơi này. Hắn đưa mắt nhìn phòng tròn được tạo bởi vô số những viên đá vụn mà hỏi. Đoan Mộc Cực cũng cảm khái nhìn quanh. Một lúc đầu sau mới chậm rãi nói. Đúng, chính là nơi đây. Một ngàn năm rồi, nơi này vẫn không hề thay đổi. Ánh mắt của Uông Thanh Việt sáng lên, liếm mồi nói. Truyền thuyết kể rằng hàng vạn năm trước, để nhất cao thủ của chủ tước quốc đã mất tích ở vùng đất này. <laughs> hôm nay uồng Bố cũng tới để xem xem nơi đây có gì huyền bí nào. Vương Đâm suy nghĩ một chút, rồi nói với đoan mộc cực, đây chính là toái tình loạn mà các vị tiền bối đã nhắc tới sao? Đoan mộc cực gật gật đầu, ánh mắt hướng về phía toái tinh loạn. Trên gương mặt, hắn thoáng hiện ra một chút sợ hãi. Hắn nói, vùng đất này tỏa ra một sức mạnh huyền bí. Khi nào bước vào đó, nguồn sức mạnh huyền bí sẽ chui vào cơ thể chúng ta. Đám đa phụn trong đó sẽ tạo thành một bản sao của mỗi người theo một cách nào đó không thể lý giải được. Thậm chí nó còn mạnh hơn cả bản thân mỗi người. Cho dù trước khi bước vào có dùng cách nào để mà hạ thấp tu vi cũng vô dụng. Khi phần thân xuất hiện, chỉ có cách đánh bại nó thì mới có thể thoát ra. Sau khi đi thêm năm mươi dặm đó, lại có hai phân thân xuất hiện, cũng chỉ bằng cách chiến thắng thì ta mới có thể thoát ra được khỏi nơi đây. Vương Râm ngẩng đầu nhìn lên, Đoan Mộc Cực dường như đã đoán được những điều mà Vương Lâm nghĩ tới, nên lại nói tiếp. Nếu như chúng ta thầm nhập vào từ phía trên hay phía dưới, thì mặc dù không có đá vụn cản trở, nhưng phần thần vẫn xuất hiện, mà lúc này có tới tận 10 cái. Vương Lâm nhìn chăm chăm về phía toái thạch, trầm ngâm không đáp. Nhìn một lúc, ánh mắt uông thành Việt bỗng bừng sáng, quay miệng xuất hiện một nụ cười nham hiểm nói. Một vùng đất thú vị như vậy, uông bỗ phải thử mới được. Nói xong, trong nháy mắt hắn đã biến mất. Khi xuất hiện, đã ở ngoài toái tinh loạn. Hắn chẳng chút do dự bước chân tiến vào trong. Vương Lâm chăm chú quan sát, không hề chớp mắt. Ngay vào lúc Uông Thanh Việt bước chân vào, những tia điện bảo tím nhanh chóng tập trung. Một phân thân giống y hệt Uông Thanh Việt xuất hiện ngay trước mặt hắn. Thậm chí ngay cả điệu bộ, nụ cười cũng không khác Uông Thanh Việt một chút. Nó không có nói một câu, nhanh chóng vò tới nơi hai người họ giao đấu liên tục phát ra những âm thanh cực lớn đoàn mộc cực hơn một tiếng nói chẳng bao lâu sau thì nó sẽ quay trở lại với cảnh giới cao hơn thì hắn đánh làm sao đây vương đâm suy nghĩ một chút chợt hỏi lần trước các người làm thế nào mà vào được đoàn mộc cực chỉ về phía truyền thống trận đáp nhờ có nó lần trước trong số chúng ta có một cao thủ trận pháp hơn nữa chúng ta còn có được một số vật phẩm liên quan tới toái tinh loạn trong đó cô ghi chép phương pháp bố trí truyền tống trận đi vào nơi này ngoài ra còn có mười viên cực phẩm linh thạch mới có thể vào được trong đó rốt cuộc trong toái tinh loạn có cái gì vương lâm hơi cao mày hỏi đoan Mộc cực liếc mắt nhìn vương lâm rồi vung tay lên lão thu lại tia thần thức trong cơ thể hắn rồi chậm rãi nói được dù sao cũng đã tới tận đây rồi thì đói cho người cũng không sao theo những ghi chép trong vật mà chúng ta có được thì trong toái tinh đoạn có thi hải cùng một vị cổ thần. Cổ thần hỡ, vương đầm ngạc nhiên. Cổ thần tồn tại ở thời kỳ viễn cổ giống như các vị thần tiên, thậm chí ở một số mặt còn mạnh hơn. Thành ngầm cũng không phải của đoàn mộc cực, mà là của một người mặc y phục màu đen đột nhiên xuất hiện bên cạnh chảo, mở miệng nói. Lão nhân thân người cao gầy, tròm râu bạc trắng dưới cằm phất phơ trong gió, diện mạo giống hệt như một vị tiền nhân. Cộng thêm với cây phát trần trong tay kiên cho khuôn mặt lão có vẻ hiền từ mỉm cười gật đầu với vương lâm nói tiếp tiểu hữu sức mạnh của cổ thần đã vượt qua tất cả mọi giới hạn đạt tới trình độ không ai có thể tưởng tượng được thời đại mà cổ thần sinh sống còn trước cả thời kỳ thượng cổ rất lâu thần thái của vương lâm ra vẻ thản nhiên nhưng trong lòng lại có chút đề phòng mặc dù diện mạo của đối phương xem ra cũng có vẻ là bậc chính nhân quân tử nhưng trong lòng vương lâm cảm giác rằng tu vi người này còn cao hơn cả đoàn mộc cấp. Lão nhìn đói xong, liền vất tay cây vất trần một cái, mỉm cười nhìn vào trong. Tuy nhiên nụ cười đó ẩn chứa một chút gì đó rất nham hiểm. Vương Đầm vẫn hết sức cảnh giác khi cây phát trần của ông ta lay chuyển. Một cảm giác bất an bỗng xuất hiện, hắn nhanh chóng lui lại. Đồng thời tay hắn vỗ vào túi chữ vật, lấy ra vô số ngọc phủ. Tất cả lượng ngọc phủ đó đều là loại phòng ngự, tay còn lại của hắn thò vào trong túi chữ vật nắm lấy ngọc ấn chỉ nghe thêm một loạt tiếng lụp bụp vang lên trong nháy mắt toàn bộ chỗ ngọc phủ đã bị vỡ vụn cùng lúc đó đoan mộc cực xuất hiện giữa vương đâm và lão nhân một vầng sáng màu đen hình bán nguyệt chợt xuất hiện hóa giải sự tấn công của cây phát trần đoan mộc cực nhau mắt lại nhìn đối phương thứ ánh sáng đèn đó cứ lay động qua lại nên mặt của lão vẫn bình thản nói rành rọt từng từ Cổ đế, tiểu tử này là người quan trọng để vượt qua cửa thứ ba. Người đừng có mà làm bừa. Nghe vậy thân sắc cổ đế không có chút thay đổi, nhưng thôi không cười nữa. Lúc này dáng vẻ tiền phòng đạo cốt của lão hoàn toàn biến mất, thậm chí lại có chút âm hiểm, bình thản nói, người chắc chưa. Đoan Mộc cực gật đầu nói, hắn biết tử chú thuật đấy. Cổ đế nhìn lướt qua vương lâm, quay người đi sang một bên. Sau khi đi tới ngoài ba trưởng, thì dừng lại không nói một lời nào nhìn vào trong toái tinh loạn sắc mặt của vương lâm trở nên âm trầm hắn thấy tên cổ đế này chẳng qua chỉ là một tên điên không duyên không cớ lại ra tay muốn giết người mới trước đó còn mỉm cười mà giờ đã lộ rõ vẻ dữ tợn hắn tên là cổ lam nhưng chúng ta đều gọi hắn là cổ đế tu vì hắn rất cao cho dù là ta cũng khó mà thắng được một cách dễ dàng người trông có vẻ ngoài của hắn giống như một tên chính đạo nhưng thực ra lại là một tên lòng lang dạ sói. Địch thị là một kẻ điên, hắn chính là đại ma đầu nổi tiếng ở tu ma nội hải. Đoan Mộc Cực đứng bên cạnh truyền âm nói với Vương Lâm. Vương Lâm trầm gầm nhìn cổ đế một lát, rồi lại quay qua nhìn về phía toái tinh đoạn. Từ đó thi thoảng lại vọng ra tiếng gầm gừ của Uông Thanh Việt, khiến trong lòng của hắn càng thêm lo lắng. Cổ đế là một tên điên, Uông Thanh Việt là một kẻ ngông cuồng, chỉ có đoan mộc cực gần như là người bình thường. Lại có thêm cả đến nữa. Đoan mộc cực nói nhỏ, thần sắc có chút biến đổi. Từ phía chân trời có một chiếc long chu đang bay tới. Đứng ở mỗi thuyền là một người đàn ông có tướng mạo tuấn tú, nhưng môi có vẻ hơi mỏng. nét mặt lạnh lùng vô tình. Hắn ta đứng chắp hai tay sau đâng đầu ngẩng cao. Trên người mặc một bộ cẩm y màu đỏ, có điểm thêm một chút hoa văn màu vàng mái tóc đen để tự nhiên tung bay trong gió sau lưng lão ta còn có một người trẻ tuổi khoảng chừng hai mươi tướng mạo bình thường nhưng đôi mắt thì thoảng lại biến thành một màu đỏ quỷ dị sau khi liếc long tru tới gần nam tử mặc áo đỏ nhún mình nhảy xuống người thanh niên trẻ đằng sau cũng nhanh chóng nhảy xuống theo vương lâm nước mắt nhìn người đàn ông mặc áo đỏ toàn thân lão ta tỏa ra một luồng khí lạnh cái lạnh đó như toát ra từ tận trong xương tủy hắn Dòng như tảng băng mãi không tan chảy. Sau khi đặt chân xuống đất, người đàn ông mặc áo đỏ lạnh nhão nhìn xung quanh. Sau khi nhìn Uông Thanh Việt đang đánh nhau ở trong toái tình đoạn một chút, hắn lại quay qua nhìn Phương Lâm, sau đó mới nhìn Đoan Mộc Cực lạnh lùng nói: "Náo nhiệt quá." Đoan Mộc Cực cười khà khà nói: "Lục Dục Ma Quân, nhìn năm không gặp, tu vi của ngươi lại tăng lên rồi." Nói xong, đôi môi của lão kẽ nhúc nhích, truyền năm một chút, Lục dục ma quân nghe xong, gương mặt có chút ngạc nhiên. Ánh mắt lập tức hướng về phía vương lâm, nhìn một lát, kẻ gật đầu, trầm giọng nói. Tiểu huynh đệ, nếu như người có thể mở được cửa thứ ba, thì từ đi thanh ta sẽ đảm bảo sự an toàn cho ngươi. Hắn vừa dứt lời, người thanh niên sau lưng hắn điển biến sắc, nhìn vương lâm với ánh mắt không chút thiện trí. Vương lâm chắc tay lại đáp, đã tả. Người đàn ông áo đỏ gật đầu, thu ánh mắt lại, nói với đoàn bộc cực. Chỉ còn thiếu cái tên cũ nữa thôi, 300 năm trước, ta có nghe hắn đắc tội với cự ma tộc, bị mười đại chiến ma truy sát, cũng không biết sống chết ra sao. Lão đà tử ta dù chết, nhưng phải lôi cả cự ma tộc chôn cùng. Ngay lập tức một giọng nói khàn khàn từ phía chân trời truyền tới, rồi vang vọng khắp không gian. Một con bích thiềm thử thân thể to hơn mười trượng xuất hiện ở phía xa. Khi con thiềm thử hạ xuống, phát ra một tiếng động vang dội mặc dù khoảng cách rất xa nhưng vương Đâm vẫn cảm nhận được chấn động ngay sau đó con cóc nọ đạp một cái thân thể khổng lồ đột nhiên phóng lên rồi biến mất Từ khi nó xuất hiện thì chỉ còn cách mọi người khoảng hơn 10 trượng thân thể nó giống như một toàn núi nhỏ rơi xuống chỉ nghe ầm một tiếng bụi mù mịt bốn phía tỏa ra xà tít tắp. khi lớp bụi tan đi lộ ra thân hình một con cóc thật bự trên lưng nó đầy mụn những cái mụn này thong thả co rút ẩn hiện linh thực bà động. Đôi mắt lớn của nó đảo qua đảo lại, lộ ra một sự hung dữ. Ngồi trên lưng cóc là một người mặc lục bào, vóc người thấp bé, phía sau lưng cổ cao lên, có vẻ là người gù. Mặt hắn hình tam giác, cằm nhỏ, mỏ nhọn, má hóp như khỉ. Trong mắt thỉnh thoảng lại lóe lên u quang. Trên mặt hắn cũng đầy bụn như trên người con cóc. Toàn thân đầy mùi bổ, làn ra xung quanh, càng người nhìn xấu xí tới cực hạn. Hắn sờ sờ mấy cái muộn mủ trên mặt, Các tiếng nói khàn khàn, cười khăng khắc. <cười> mấy lão bất tử cự mà tộc đuổi giết đa tử sau 300 năm, bị thật độc sát toàn bộ. Nếu như không phải kỳ hạn ngàn năm đã tới, lão đa tử ta đây đã giết tới cự ma tộc trong bối thủ truy sát này. Vừa nói thân thể hắn vừa nghiêng tới, một chân bước khỏi người con cóc. Con cóc thông linh rồi, vươn đầu lưỡi đỏ hồng ra, để lão đa tử đạp lên đầu lưỡi của nó và bước xuống vừa đi hắn vừa ho khan thân thể từ từ chậm rãi tiêu sái bước xuống mặt đất sau khi hắn chạm đất tay phải tùy ý vung lên con cóc khổng lồ kia liền thu nhỏ lại cuối cùng còn lại cỡ ba bàn tay nhảy lên bờ vai của hắn bụng của nó phập phồng kêu um um trong nháy mắt hắn đã vượt qua ba thước trên mặt xuất hiện một nụ cười giễu cợt một tia khí thể màu đen từ trên mặt hắn chậm rãi lan ra Vương Lâm mặt không đổi sắc, lùi lại vài bước, lạnh lùng quan sát. Hắn biết người này thiện dùng độc, lại càng phải đề cao cảnh giác hơn. Lục Dục mặc quần nhướng mày, nhìn Lục Bao Đa từ một cái, trầm giọng nói: Ngàn năm không gặp, cái thần độc vật thối tha của người này càng nặng mùi. Lão Đạt từ đảo hai tròng mắt, khen khẹt nói: hơ hơ hơ, Lục Dục mặc quần, người khác sợ ma công của ngươi, nhưng đã phù thì khác. Một ngàn năm trước đây, hai ta bất phần thắng thua, chẳng lẽ hôm nay ngươi còn muốn đánh một lần. Vừa nói hắn vừa sở con cóc trên vai, cười khạc khạc. Đôi mắt lục dục mặc quần lạnh lùng nhìn chăm chăm đối phương. Giữa hai người lập tức xuất hiện linh lực dao động cuồng loạn. Nhưng rất nhanh sau đó, cả hai cùng xoay người đi, thu liễm linh lực lại. Vào lúc này, cổ đế đang ở cách đó hơn bởi trượng chậm rãi nói. Cũng đã tới rồi, lần này lão phụ tử tứ cấp tù trần quốc đoạt được bằng phòng tráo đệ nhất quan này hẳn là có thể chống đỡ được hơn một nửa. Tiếng nói lạnh như băng của lục dục mà quần vang lên. Vậy nửa sau để cho ta. Mạnh đa tử sờ sờ đến khuôn mặt mưng mủ cất tiếng nói khàn khàn. Đệ nhị quan xem như là của ta đi. Ân mộc cực chỉ về phía uông thành Việt trên toái tinh loạn phía xa, trầm giọng nói. Tiền uông thành Việt kia, am hiểu ngũ hành độn thuật, có thể trợ giúp ta. Còn cả vị tiểu hữu này am hiểu cấm chế. để tam quan là thần thức công kích đều phải dựa vào hắn. Đôi mắt hồn ám của mạnh đa tử đảo qua người phương lâm, không nói gì. Lục dục ma quân bước tới truyền tống trận, hai tay biến ảo những pháp quyết kỳ dị. Sau khi đánh ra vài đạo tinh quang, cả pháp trận ầm vang một tiếng, bắt đầu chấn động tỏa ra từng trận khói xanh. Đến khi khói xanh tan hết, truyền tông trận liền được mở ra hoàn toàn. Ngày sau đó, hắn ngưng thần nhìn một chút thân thể nhoáng lên liền nhanh chóng đi tới đó. Mỗi bước đi, hắn đều đánh xuống một đạo linh quang, cùng với sự di động của thân thể hắn, linh quang càng lúc càng nhiều, cuối cùng thân thể hắn cơ hồ hóa thành những đạo tàn ảnh, nhìn qua trông như vô số phân thân hiện lên đồng thời tại nhiều vị trí trong trận pháp. Một lúc sau, tất cả tàn ảnh biến mất, chỉ còn bản thể đang đứng trong trận pháp. Hai tay hắn vùng lên, từ trong túi chữ vật liền bay ra rất nhiều tài liệu trần quý tiếp theo hắn rút ra một ngọn lửa màu tím nhanh chóng thiểu đốt số tài liệu đó thành chất lỏng lục dục ma quân hai tay điểm liên tiếp chất lỏng nhiều màu lập tức chuyển động theo một quy tắc nào đó chia ra rơi vào trong trận pháp khi đạo chất lỏng cuối cùng rơi xuống đất cả không gian truyền tống trận bỗng vang lên những tiếng ầm ầm không ngớt cùng lúc này một cái truyền tống trận khác đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Ký hiệu bên trong nhiều gấp đôi so với truyền tống trận trước. Ngoài ra lại có thêm 10 cột sáng, vươn thẳng lên tận 9 tầng mây. Chẳng qua những cột sáng này, sau khi xuất hiện, liền lập tức chấp động, ẩn hiện như du hồn vậy. Lục dục ma quân hít sâu một hơi quá to, trận pháp đã mở ra, nhanh chóng đưa cực phẩm linh thạch vào. Theo như ước định ban đầu, lần này lão phu xuất ra 4 khối, vừa nói từ túi trữ vật của hắn vừa bay ra bốn khối cực phẩm linh thạch hình lục lăng tỏa ra ánh sáng bốn khối linh thạch vừa xuất hiện liền bị một lực hút vô hình kéo vào bên trong bốn cột sáng lơ lửng ở đó dị biến này khiến cho uông thành việt đang đánh nhau với phần thần của chính mình chú ý lúc này hắn đã rơi vào thế hạ phong phân thân tầng tầng lớp lớp tiến công đã tương đương với cao thủ có tu vi cao hơn hắn chỉ hơi bất cẩn là lập tức có thể mất mạng như thường. Thậm chí, nhiều lần hắn bị đánh ngã xuống đống đá vụn, nhưng hai mắt hắn càng ngày càng sáng, sự hung dữ càng ngày càng đậm. Nhìn thấy trận pháp biến dị, hắn hơi dò dự, thân thể nhanh chóng lùi lại, phóng khỏi đám đá vụn. Trong nháy mắt đã đến bên cạnh đoàn bộc cực. Đôi mắt hắn chớp chớp nhìn chăm chú vào bốn khối cực phẩm linh thạch trong truyền tống trận. Ánh mắt lóe lên vẻ tham lam. Sau khi hắn trở về, những phần thân cũng chậm rãi tiêu tán một lần được biến thành những khối đá vụn chậm rãi ngừng di động vương Lâm cũng nhìn chằm chằm vào khối cực phẩm linh thạch trái tim đập thình thịch hắn biết tu ma hải cực kỳ rộng lớn nếu không thông qua loại cổ truyền tống trận này mà di chuyển đi bình thường thì đâu vô cùng hơn nữa trên đường đi cũng gặp nhiều nguy hiểm nhưng phương pháp duy nhất để sử dụng loại truyền tống trận này đó là dùng linh thạch cực phẩm chỉ có điều cực phẩm linh thạch quá hiếm quý, cũng vì thế mà khiến cho những cổ truyền tống trận được lưu lại từ thời viễn cổ ở bên trong tu ma hải này càng ngày càng hoang phế, phần lớn đã hỏng rồi. Lúc này cổ đế vỗ túi trữ vật, xót ra hai khối cực phẩm linh thạch. Hắn nhìn thoáng qua một chút, sau đó phất tay. Hai khối linh thạch lập tức bay vào bên trong hai cột sáng, lơ lửng trong đó. Đoàn mộc cực cũng cắn răng, lấy từ trong túi ra hai khối đau lòng ngắm nghía vài lần rồi ném ra mười cột sáng lúc này mới có tám cái có linh thạch cuối cùng mạnh đạt từ hắn vỗ con cóc trên đầu vai bụng con cóc liền trướng lên sau đó hé miệng hai chùm sáng từ trong miệng đó lần lượt bay ra trong nháy mắt bắn vào trong cột sáng đến lúc này toàn bộ mười cột sáng đều đã có cực phẩm linh thạch cột sáng đột nhiên tối sầm lại ánh sáng biến mất toàn bộ ngưng tụ trên linh thạch mười khối linh thạch lúc này thoạt nhìn giống như là mười mặt trời chậm rãi bay vào những vị trí trên truyền tống trận trong nháy mắt truyền tống trận chấn động chậm rãi xoay tròn hai mắt của lục dục mặc quần lộ vẻ hưng phấn khẽ quát ngàn năm trước chúng ta gần trăm người tiến vào thậm chí còn chưa chính thức tiến vào bên trong chỉ tới gần bên ngoài cấm chế đã vô cùng thống khổ cuối cùng sau khi trở về từ đệ tam quan chỉ còn bốn người chúng ta may mắn sống sót ngàn năm qua tu vi chúng ta đều tăng lên không nhỏ tất nhiên có thể bài trừ cấm chế này tiến vào thử thôi cho dù là cổ đế hai mắt cũng độ tinh quang tiến vào bên trong trận pháp sau đó là mạnh đa tử đoan mộc cực cùng lục dục ma quân rồi đến người thanh niên về phần uông thanh việt thì trầm mặc một chút rồi cũng tiến vào vương đầm cúi đầu trầm ngâm sau đó hai mắt hắn lóe sáng đi vào trong trận sau khi bảy người đều đã vào trong trận lục dục ma quân quát khẽ một tiếng trận pháp liền phát ra một tiếng nổ lớn mười khối cực phẩm linh thạch tự bạo một luồng sóng linh lực cực lớn điên cuồng tỏa ra bốn phía toàn bộ sơn cốc nhanh chóng hóa thành tro bụi thậm chí mấy tảng đá kia cũng chẳng trụ được một giây một lúc sau luồng sóng linh lực mới chậm rãi tiêu tan toàn bộ diện mạo của truyền thống trận lại lộ ra nhưng đã bị nghiền nát không thể sử dụng nữa bên trong toái tình loạn có một mảnh bình nguyên giữa không trung của mảnh bình nguyên này hiện lên một quang quyển hình tròn. Bên trong chỉ toàn là một màu đen không thể nhìn rõ. Dưới quang quyển, đột nhiên lóe lên từng trận quang mang. Sau đó bảy thân ảnh hiện ra. Cổ đế là người đầu tiên đi ra, nhìn chăm chăm vào quang quyển trên đỉnh đầu. Hai mắt lộ vẻ cuồng nhiệt. Thân thể của hắn bay vọt lên, trong nháy mắt xuất hiện bên ngoài quang quyển. Vòng quanh đó vài vòng, hắn trầm giọng nói một ngàn năm qua hẳn là không có ai tới đây phong ấn của chúng ta vẫn còn nguyên nói xong hắn vươn hai tay huy động liên tục xung quanh quang quyển một đạo hắc thi từ bên trong bay ra chui vào trong tay hắn rồi biến mất vương đâm cảm nhận rõ ràng điều đó đoàn mộc cực lục dục ma quân và mạnh đà tử sau khi nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm vương đâm đưa mắt nhìn xung quanh mảnh bình nguyên bên trong toái tinh đoạn rộng bình bông không thấy bờ thấy bến trên bầu trời hết sức u ám vương tâm biết đây nhất định là do một loại cấm chế mạnh mẽ nào đó gây nên bên trong bình nguyên vô cùng yên tĩnh căn bản là không thấy điểm gì đặc biệt lúc này lục dục ma quân nhìn uông thanh việt và vương lâm một cái trầm giọng nói hoàn nghênh tế toái tình loạn cho dù trước kia đoan vào cực con nói với hai người về nơi này hay không ta đều phải nhắc lại một lần nữa xuyên qua quang quyền này sẽ tiến vào một không gian thần bí căn cứ theo ghi chép mà chúng ta có được thì ở đó có thi thể của một vị cổ thần lực lượng của cổ thần ẩn chứa bên trong cơ thể thân thể hắn rất lớn một vị cổ thần có tu vị yếu nhất thì thân thể cũng lớn không kém chủ tước tinh ta có thể nói cho hai vị biết vị cổ thần này là một người trưởng thành thân thể hắn lớn hơn chủ tước tinh vô số lần sở dĩ nói nơi này bảo vật vô số là vì khi cổ thần chết đi thần thức không bị diệt vong mà chỉ lâm vào trạng thái ngủ say mà thôi. Nếu có thể đi vào trong cơ thể, để được ký ức, thì mỗi một công pháp của hắn cũng tương đương với một loại đại thần thông. Về phần pháp bảo thì cổ thần không có túi trữ vật, bởi vì chẳng có túi trữ vật nào có thể chứa đựng được những bảo bối của cổ thần, cho nên pháp bảo của cổ thần đều chứa trong thân thể. Nếu mày bắn thì chúng ta cũng có thể lấy được. Còn đan dược ư? Tu vi cổ thần như vậy, đan dược họ ăn quý tới mức nào? hoàn toàn ngoài suy đoán của chúng ta. Nhưng đan dược đó không phải họ đã hấp thu hết, mà có một phần vẫn đọng lại trong kinh mạch. Mục tiêu của chúng ta lần này chính là anh biến đan. Loại đan dược này có thể tìm được trong kinh mạch của cổ thần. Hai mắt của Uông Thành Việt lóe sáng, khoe miệng nhếch lên, nhìn chằm chằm vào quang quyền trong không trung, trầm ngâm suy nghĩ. Mạnh đạt tử sờ sờ khuôn mặt đầy mủ, khàn khàn nói. Lục dục, đoan mộc, lần này có quá nhiều người, nếu không phát được cấm chế thì không nói nhưng nếu chẳng may phá được không biết phải phân chia thế nào lục dục ma quân nhìn uông thanh việt một cái trầm giọng nói hay là người tiên vào được thì mỗi người được một kiện nếu là anh biến đan thì đành phụ thuộc vào bản lĩnh đi đoan mộc cực cười hăng hắc nói nói việc này giờ sớm quá Đợi tới kỳ phát được cấm chế rồi hãy bàn tiếp sau đó hắn lại nhìn người thanh niên trẻ tuổi đi theo lục dục ma quân cười khăng khắc nói vì tiểu hữu này không biết có thể giúp gì chúng ta trong việc phá cấm chế đây. Lục dục ma quân liếc nhìn Vương Lâm một cái, lạnh như bằng nói. Khả năng của hắn đến để tam quan có thể phát huy. Người này là tu sĩ thiền trúc tam cấp tu trần quốc, có thể đối phó với vật ở đệ tam quan. Từ bộ phải mất mấy năm mới tìm ra hắn đấy. Hóa ra là vậy. <laughs> đệ tam quan, chúng ta trước kia chính đã phải dừng lại ở đó. Hy vọng lần này có thể phá được nó. Mạnh đã từ lộ ra một nụ cười cổ quái. Ánh mắt nhìn lên phương lâm và người thanh niên kia mấy lần. Lúc này cổ đế ở ngoài quang quyền huy động hai tay ngày càng nhanh. Hắc tinh như mưa phùn xuất hiện. Thần thái hắn càng ngày càng ngưng trọng. Cuối cùng hai tay hợp lại đẩy về phía trước. Vô số đạo hắc tuyến đột nhiên từ trong quang quyền lan ra. Hoát thành một đầu hắc long gầm lên một tiếng. Sau đó thân thể đó nhanh chóng thu nhỏ lại. Rơi vào trong tay cổ đế. Có thể tiến vào rồi cổ đế hít ra một hơi vỗ túi chữ vật thu lại hắc long sau đó hắn xuất ra hai cái vòng ngọc một lớn một nhỏ cái lớn có màu hơi đỏ cái nhỏ màu xám nhạt cầm hai cái vòng cổ đế chần chừ một chút sau đó bước vào trong quang quyển thân ảnh lập tức biến mất lục dục ma quân chớp mắt nắm lấy thần thể người thanh niên kia bay phọt lên biến mất trong quang quyển ngay sau đó uông thanh việt liếm liếm môi bước theo cuối cùng đã đoan bộc cực và mạnh đà tử hai người nhìn vương lâm vương lâm không nói một lời thân thể bay lên đến trước quang quyền đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn đoan mộc cực vươn tay phải trầm giọng nói nếu đã tới đây xin tiền bối thực hiện lời hứa đoan mộc cực cười ha hả nói việc này không vội đợi sau khi phá được đệ tam quan ta sẽ đưa cho ngươi vương lâm lạnh lùng nhìn hắn không nói gì thêm mạnh đa tử nhìn cảnh này cười hăng hắc thân thể lướt qua đoan mộc cực không để ý tới hai người đi vào trong quang quyển. Đoan Mộc cực trừng mắt nhìn Vương Lâm, trầm mặc một chút, từ túi trữ vật lấy ra hai hạt đan dược, trầm giọng nói, "Cầm lấy đi." Vương Lâm nhận lấy, cẩn thận xem xét một chút, đây đúng là thứ như Lý Bộ Uyển đã miêu tả, một viên nhỏ là hoa anh, viên lớn là lập anh. Cẩn thận thu hồi đan dược, Vương Lâm không nói gì thêm, tiến vào trong quang quyển, trong nháy mắt tiến vào hắn đột nhiên cảm thấy như mình xuyên qua một tầng vải mỏng. Cảnh vật trước mắt khiến hắn phải hít sâu một hơi, đứng sững người ở đó. Nơi này cùng với tịch diệt giới trước kia, hắn ở giống nhau tới kinh người, đều bị bóng đêm bao phủ toàn bộ. Nếu có khác, thì đó chính là vô số tảng cự thạch hình trùy. Mỗi một tảng cự thạch lại được một lực lượng vô hình nâng lên, lơ lửng giữa không trung, chậm rãi di động. Nơi hắn đang đứng cũng là một trong số những tảng cự thạch khối đá này rộng khoảng 30 trượng, chỉ có một mình hắn đứng trên. Bên dưới tảng đá là bóng tối vô tận, mắt không thể thấy rõ. Tất cả những người tiến vào bên trong đều đang đứng trên một tảng đá. Vương Đâm nhìn thấy đoàn mộc cực, lục dục ma quân, cổ đế, mạnh đa tử đều bình thản, không có nửa điểm bối rối. Về phần uông thanh Việt thì đôi mắt lại lộ vẻ suy tư, đứng trên tảng đá xem xét xung quanh. Cuối cùng là người trẻ tuổi, Hắn ngồi trên tảng đá ngơ ngác nhìn bốn phía, đôi mắt hiện lên vẻ trùng động. Vương Lâm hít sâu một hơi, thần thức chậm rãi tàn ra. Nơi này không có cấm chế thần thức, nhưng hắn lo ngại, bốn phía đều là lão xa hỏa tu vi thông thiên. Thần thức hắn không lan ra quá xa, chỉ dừng lại xung quanh tảng đá mình đứng. Lúc này tiếng nói của lục dục ma quân từ xa truyền tới. Nơi này không có gì nguy hiểm, chỉ đặt thông đạo tiến vào thôi chỉ cần ngồi điều tức trên tảng đá là được. Vương Đâm nghe vậy điền khoanh chân ngồi xuống, nhìn tảng đá chậm rãi trôi về phía trước. Hắn thoáng trầm mặt. Trong lúc không ai chú ý, hắn điền đưa tay vào trong lòng, chạm vào túi trữ vật chứa hòa phân. Thần thức ồ ạt à tràn vào trong túi trữ vật, không hề có phản ứng. Vương Đâm thầm giật mình, nhưng cũng không tìm hiểu thêm. Chậm rãi thu hồi tay phải, quan sát bốn phía. Bỗng nhìn Uông Thanh Việt vẫn đang đứng trên tảng đá, đột nhiên kêu lên ngạc nhiên, đó là cái gì? Chỉ thấy trong hư không phía trước Trần hiện lên hai ngọn đèn, kích thước của nó ước chừng vài trượng. Thần thức của vương đâm đảo qua, lập tức chấn động. Đây đâu có phải đèn đóm gì đâu, rõ ràng là một đôi mắt. Ngay sau đó, ánh mắt đột nhiên biến mất, nhưng rồi lại xuất hiện ngay lập tức. Chẳng qua khi xuất hiện lại lớn hơn nhiều. Lúc này mạnh đa tử đi tới mép tảng đá, sắc mặt âm trầm nhìn xuống tay phải hắn vung lên, một thứ bột phấn màu lam từ tay hắn bay ra. Cùng với bột phấn bay ra là một điểm u quang. Càng xuống phía dưới thì u quang càng lúc càng sáng. Đợi tới khi tới gần ánh mắt kia thì một cảnh khiến mọi người kinh hãi hiện ra trước mắt mọi người. Đó là một con sinh vật mình rắn cực lớn. Kích thước của nó chỉ nhìn ở chỗ u quang hạ xuống cũng khoảng mấy ngàn trượng, bề rộng cũng phải tới trăm trượng. Cả thân đầy lên phiến màu đỏ, dưới ánh sáng màu xanh khiến cho thân thể đó càng thêm quỷ dị. Cái đầu khổng đồ có chín cái sừng dài, răng nanh dài đặc, nhai ra khiến cho người ta ớn lạnh. Sang mặt của mạnh đa tử lập tức trở nên cực kỳ khó coi, tay phải liền thu lại, u quang trong nháy mắt biến mất, bên dưới lại bị bao phủ bởi màu đen như cũ. Nó là một loại thú hoang, tu vi tương đương với tu sĩ hóa thần kỳ đại viên mãn, Mạnh đa từ trầm mặc một chút, chậm rãi nói. Không nên chọc vào đó. Lần trước chúng ta tới đây có thể an toàn đi qua. Lúc này chắc chỉ cần không chọc tới đó, hắn đã có thể vượt qua. Lục dục mà quần sắc phạt âm trầm, bình thản mà nói. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên một tiếng rít lớn vang lên. Ngày sau đó đôi mắt to lớn kia càng lúc càng lớn. Một đàn khí tanh tưởi đột nhiên truyền tới. Mọi người lập tức đứng lên. Mạnh đa từ vũ tối trữ vật, trong tay xuất hiện một vài viên đan dược hắn vung mạnh ra quát lên ngậm trong miệng đề phong độc lục dục ma quân lộn người trong cái mắt xuất hiện bên cạnh thành niên đi cùng hắn sau khi nắm lấy thân thể người này liền tiếp nhận đan dược tự bỏ chạy về phía xa cùng lúc đó đoàn bộc cực cũng hướng vườn đầm bay tới ngay sau khi thấy thần sắc vương đầm vẫn thong dong như thường do giờ một chút truyền âm nói đi theo ta sau đó thân thể lập tức bay về phía xa. vương đầm nhận một viên đan dược của mạnh đa tử cũng không lập tức nuốt vào mà nhanh chóng nhìn những người xung quanh. sau khi thấy được mọi người đều nuốt hắn mới ngậm viên đan dược này vào miệng. mọi người nhanh chóng lợi dụng những tảng đá hình trụ kia bỏ chạy. từ xa nhìn lại những tảng đá này như vô cùng vô tận. vương đầm theo sát đoan mộc cực tiếng gầm thét từ hư không bên dưới truyền tới càng lúc càng rõ nhưng tảng đá xung quanh bắt đầu có dấu hiệu chấn động. Ngay lúc này, một tảng đá phía sau họ không xa, đột nhiên nát bấy. Một cái đầu cực lớn đột nhiên vọt lên, hiện ra một đôi mắt lạnh như băng. Từng trận gió tanh tuổi từ phía sau truyền tới. Vương lầm ngậm đan dược trong miệng, trần tăng tốc, nhanh chóng theo sau mọi người. Sau lưng vàng đến những tiếng động lạ, ngoại trường người trẻ tuổi kia quay lại nhìn, tất cả đều toàn lực chạy trốn từ đó có thể thấy sự tranh lệch tốc độ giữa mọi người. Người nhanh nhất là Uông Thanh Việt, nổi tiếng bởi ngũ hành độn thuật. Thân thể người này ở trạng thái nửa trong suốt, di chuyển hoàn toàn khác so với người khác. Hắn cứ phóng thẳng một mạch, nếu gặp tảng đá cản đường, trước khi chạm phải liền lập tức biến mất, sau khi xuất hiện đã ở một nơi khác. Cặp mắt khổng lồ lạnh lùng của con thú thân rắn nhìn chằm chằm vào đám người phía trước, cầm khẽ. Thân thể của nó đột nhiên nhấc lên, sau đó lại đè mạnh xuống. Bản thân của nó vô cùng nhanh nhạy. Một đòn này khiến mọi người cảm thấy như là bầu trời sập xuống. Một luồng cuồng phong từ giữa không trung bỗng nhìn ập xuống. Vương Lâm không nói một lời, vỗ túi trữ vật, tung trong một đám ngọc phù, phòng ngự nhanh chóng. Ngọc phù loại này hắn có rất nhiều, sau khi giết người đoạt bảo. Nhưng loại pháp bảo cấp thấp này nhiều vô số kể. Số ngọc phù đó hóa thành tầng tầng lớp lớp quang mạng, trong nháy mắt bao lấy thân thể vương lâm hắn bình tĩnh phóng sang một bên ngay trước khi cuồng phòng hạ xuống tránh thoát cùng lúc đó cổ đế lục dục ma quân liền dừng lại không nói một câu trên mặt cổ đế lộ vẻ nghiêm trọng từ túi chữ vật lấy ra một cổ chung cổ chung sau khi xuất hiện lập tức hóa lớn sau đó nó rung động một cái liền phát ra tiếng chuông vang vọng một vòng sóng không khí lan ra những tảng đá bị làn sóng chạm phải đều vỡ vụn Lúc này sinh vật thần rắn kia uốn người một cái, quay đầu lại, liền đâm thẳng vào làn sóng. Nó cầm nhẹ một tiếng, miệng phun ra một cỗ hắc vụ. Uy lực của hắc vụ rất lớn, những tảng đá xung quanh vừa gặp phải liền lập tức hóa thành bụi phấn. Hắc vụ do sinh vật mình rắn phun ra, Mạnh Đa Tử nhận ra ngay. Hắn vuốt khuôn mặt, nhấp nhúa của mình, rồi bóp nát một cái mụn trên đó. Một cỗ mùi ung thối không thể chịu nổi từ trong đó bay ra một thứ chất lỏng màu đen thôi cũng từ đó trong cái mụn này chảy xuống. Thân thể đa tử trong nháy mắt liền biến mất. Khi xuất hiện, đã ở trong hắc vụ. Khuôn mặt hắn dữ tợn, mở miệng hút một cái. Lập tức toàn bộ hắc vụ này bị hắn hút vào trong miệng. Dần dần cái bướu sau lưng hắn lớn lên. Từ khi toàn bộ hắc vụ bị hắn hấp thu, thì cái bướu đã như một tòa núi nhỏ. Hắn lảo đảo đứng tựa vào một tảng đá, ánh mắt lấp lé, nhìn chằm chằm vào sinh vật mình rắn, im lặng không nói gì. Những tia khí đen từ trong cái mụn vỡ trên mặt hắn vừa nãy đều bị con cóc trên vai hắn hút vào bụng. Lục dục ma quân, ngay khi cổ đế tùng cổ chung, hai tay hắn cũng đánh ra những đạo pháp quyết kỳ dị. Trong miệng thì thào, ánh mắt đảo qua người của Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân thể điền lùi lại vài bước, nhanh chóng xuất ra ngọc phủ cấp nguyên anh đồng thời há mồm phun ra một đạo tinh quang. Tinh quang lóe lên, một thanh kiếm liền xuất hiện trước mặt hắn, mũi kiếm chạy phía phía Lục Dục Ma Quân. Lục Dục Ma Quân ánh mắt chỉ dừng lại trong trước mắt liền di chuyển ngay. Lần này hắn lại nhìn người thanh niên bên cạnh hắn. Người này lộ ra vẻ hoảng sợ, khẩn trương nhìn sinh vật mình chắn, thân thể run lên nhẹ nhẹ. Khiếp thật. Hai mắt của Lục Dục Ma Quân lóe lên, trong miệng thốt ra một từ thân thể người thanh niên đỏ chợt chấn động một cỗ hắc khí từ trong mũi miệng lan ra nhanh chóng gương kết thành một thanh lợi kiếm màu đen ly thể bày tới trước người lục dục ma quân thân thể người thanh niên thoáng sững lại ngơ ngác đứng đó hai mắt lộ vẻ mờ mịt tay phải lục dục ma quân điểm lên thần kiếm vài cái trong miệng phát ra những âm thanh phức tạp khó hiểu dần dần thanh kiếm kia càng lúc càng lớn cuối cùng cơ hồ biến thành một thanh kiếm khổng lồ Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn. Lúc này chính là đúc, sinh vật mình rắn đâm đầu vào làn sóng không khí do cổ trung phát ra. Miệng phun hắc vụ. Lục dục mà quần quát khẽ. Đi! Thanh lợi kiếm bảo đen trước người hắn trong nháy mắt vùng đền. nhanh chóng chém tới vị trí cách đỉnh đầu sinh vật mình rắn bảy tấc. Chứng nghĩa âm một tiếng, Lợi kiếm đã chém vào đầu cự xà. Cự xà nọ bị đau, cái đầu hất mạnh khiến cho thanh lưỡi kiếm màu đen lập tức bị đánh văng ra xa. Lúc này người thanh niên bên cạnh lục dục ma quần kia, đột nhiên miệng mũi phụt máu, thân thể trở nên yếu ớt, ánh mắt hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo. Cổ đế phung tay phải một cái, cự trung liền lập tức xoay tròn, tiếng chuông vang vọng càng ngày càng lớn, càng ngày càng mau. Làn sóng khẩn xuất hiện liền tiếp, điên cuồng đánh tới sinh vật mình rắn. Cự giàn họ vừa mới đánh bay lợi kiếm màu đen lập tức bị những làn sóng gợn của cự trung này đánh trúng thân thể chợt run lên ánh mắt càng thêm hùng dữ cái miệng khổng lồ đột nhiên mở ra lớn như một toàn núi nhỏ một đạo hư ảnh chợt lóe lên bên trong cái miệng đó cùng lúc này cổ đế biến sắc cự trung của hắn đột nhiên biến mất giữa không trung thần thức của vương lâm vẫn tập trung vào sinh vật mình rắn hắn cẩn thận quan sát ngay khi nó mở miệng liền thấy trong đó lại xuất hiện một đầu rắn nữa. Cái đầu rắn nhỏ hơn nhanh chóng cắn lấy cự chung lôi về. Mạnh đà tử đang đứng ở một tảng đá phía xa. Hai mắt đột nhiên sáng ngời, nhìn chăm chăm vào sinh vật mình rắn, mím mím môi, thân thể muốn lao ra. Nhưng khoang miệng của sinh vật mình rắn đã khép lại. Sự di thương của mạnh đà tử cũng bị vườn lầm phát hiện. Tất nhiên hắn vẫn không quên để ý đến cao thủ dùng độc đó. Lúc này lục dục mà quần không nói thêm một câu, ánh mắt lại hướng về phía thanh niên bên cạnh tay phải điểm vào bì tầm của hắn quát khẽ nộ một đạo ký màu tím đỏ từ thất khiếu của thanh niên lan ra lại hình thành một thanh lợi kiếm bay tới trước người lục dục ma quân toan mộc cực hai mắt âm trầm nhìn về uông thanh việt hắn ngầm hiểu ý thân thể lập tức nhảy xuống phóng về phía dưới tốc độ của hai người cực nhanh trong nhánh mắt đã tới giữa người sinh vật mình rắn triển khai pháp bảo tấn công Toàn bộ cực không sử dụng hổ lô mà làm một cây đại trùy lấp lóe ngân mang. Cây đại trùy này mỗi khi đánh xuống liền xuất hiện vô số lôi cầu ngưng tụ trên không cùng công kích. Về phần Uông Thanh Việt thì không dùng bất cứ pháp bảo nào. Hắn chỉ hợp hai tay lại. Các phù chú cổ pháp kim mộc thủy hỏa thổ từ trong không trung xuất hiện tạo thành một loại trận pháp ngũ hành đồng thời oanh kích lên thân thể sinh vật mình rắn trong lòng của vương lâm chấn động, năm người này pháp thuật đều quá mạnh hơn sang người thường, khiến cho hắn chú ý hơn cả chính là pháp thuật của lục dục ma quân. Pháp thuật này hiển nhiên là phải có một người chịu thi thuật. Người thanh niên kia chính là kẻ bất hạnh đó. Lúc này sinh vật mình rắn bị đau, gầm thét điên cuồng. Thân thể xoay chuyển rất nhanh. Một dòng chảy mạnh xuất hiện bên người đó. Những tảng đá xung quanh bay lên, bị dòng chảy này cuốn vào khi dòng xoáy khổng lồ này xuất hiện, đoan mộc cực và uông thành việt từ phía dưới lao lên. sắc mặt hai người đều âm trầm, sắc mặt cổ đế lại càng khó coi. hắn đã mất đi cảm ứng với pháp bảo. dòng chảy này càng lúc càng lớn, lực hút của nó mạnh tới mức khiến mọi người không thể không nhanh chóng lùi lại. lợi kiếm màu tím đỏ trước người lục dục ma quần phát ra một tà mang yêu dị. ánh mắt hắn lóe lên, lợi kiếm liền lập tức lao ra cùng lúc đó thanh lợi kiếm màu đen kia cũng lóe lên hai thanh kiếm với tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đâm vào hai mắt của sinh vật mình rắn lúc đụng vào hai mắt của nó lợi kiếm điện hóa thành thể khí chui vào trong tròng mắt của nó sinh vật mình rắn bị đau đớn phát ra tiếng gầm rú điên cuồng hai mắt lóe lên hồng quang hai luồng khí kia một đèn một tiếng đỏ nhanh chóng bị bước ra khỏi tròng mắt của nó Lúc này miệng nó lại mở ra một lần nữa Cái đầu rắn nhỏ lại chui ra Nuốt gọn cả hai luồng khí Trong nháy mắt Trong mắt vương đâm thoáng hiện hàn quang Hắn vẫn chờ chính là cơ hội này Thân thể nhanh chóng bay lên Khi tiến vào trong dòng chảy Tốc độ của hắn liền tăng đến gấp đôi Trong nhớp mắt liền chui vào trong miệng cự xà Cùng lúc đó Bên người hắn lục quang mé lên Hóa ra mạnh đạt tử vẫn đạnh lùng quan sát cũng có cùng chủ ý với hắn. Hắn thấy vừng lầm thì hơi ngẩn người, sau đó lộ ra một nụ cười tán thưởng. Chẳng quan nụ cười này còn đem theo vẻ tàn nhẫn. Thân thể mạnh đạt tử lóe lên, mục tiêu của hắn chính là con rắn bên trong miệng cự xả. vừng lầm thấy vậy liền chuyển hướng, theo cái miệng cự đại hướng xuống cột sống của nó. Ngày đó bộ dung uyển đã từng nói với hắn, hãy là loại sinh vật có dạng giao long thì toàn thân quý nhất không phải là nội tan mà chính là dịch tủy vương lâm sở dĩ mạo hiểm tiến vào thực ra là vì dịch tủy của nó từ khi nhìn thấy sinh vật mình rắn hắn vẫn âm thầm quan sát theo nhìn đời Lý bộ uyển ngày đó dịch tủy có đủ loại hiệu quả thần kỳ một trong số đó là nếu giao long đã sống đủ lâu thì dịch tủy có thể gia tăng tỷ lệ kết anh sinh vật trước mắt này tuy không biết có phải là giao long hay không nhưng nhìn bề ngoài thì có thể là cùng loại. Nếu lấy được dịch tủy của nó, có lẽ vẫn có chút hiệu quả chăng? Cho nên hắn đợi khi nó há mồm lần thứ hai, liền vo tới. Kỳ thực việc mạnh đa tử cùng tiến vào, hắn cũng đã sớm phát hiện. Về mặt của mạnh đa tử, khi sinh vật mình rắn này mở miệng lần đầu tiên, hắn đã nhìn thấy từ xa. Do vậy, hắn lại càng quyết tâm tiến vào miệng rắn hơn. Trước đó, hắn còn hơi cố kỵ, lo lắng phản nhất, lấy dịch tủy sẽ bị mọi người hoài nghi. Nhưng bây giờ mạnh đà tử cũng chui vào. Dù thân thể sinh vật này có xảy ra điều gì dị thường thì cứ đổ cho hắn là được. Hôn hồ, hai người lựa chọn phương hướng bất động. Nếu như không có gì bất ngờ, thì mạnh đa tử quyết sẽ không thể phát hiện ra hành động của vương lâm. Đó cũng không phải là vấn đề gì to tát lắm. Ở nữa, dù có người hoài nghi, thì trong lúc ở đây, hắn cũng không bị động, không sợ động thủ. Dù gì, thì mục đích của những người này không phải là dịch tủy mà là thi thể của cổ thần. Những nơi bay qua, Vương Lâm đều tung phi kiếm trong tay, đâm chém thử nhưng đều không tạo nổi chút vết thương nào. Càng đi xuống phía dưới, Nách lòng Vương Lâm càng trầm xuống. Cơ thể cự xà này trừ thân rắn nhỏ kia ra thì hoàn toàn trống rỗng. Bốn bên là vách thịt màu đen chậm rãi nhúc nhích. Vương Lâm khống chế phi kiếm đâm mạnh một phát đáng tiếc vẫn không thể lưu lại một vết thương. Cuộc sống bình thường vẫn nằm sâu trong thịt. Nhưng bây giờ, hắn lại không thể gây thương tổn cho đối phương dù chỉ là một vết xước. Điều này khiến cho Vương Lâm không khỏi nhíu mày. Ánh mắt hắn lóe lên, thân thể hướng sang một bên. Lần này mục tiêu của hắn là vị trí giữa đầu và cổ của nó. Đúng lúc này, con rắn nhỏ kia đột nhiên run rẩy, nhẹ nhẹ chui ra từ trong hắc vụ. Thân thể Vương Lâm lóe lên, nhanh chóng hướng đầu rắn phóng tới. Ngay khi hắn tới vị trí đầu rắn, tiếp xúc với cổ rắn, hắn thêm một đạo hồng quang lóe lên. Vương Lâm hít sông một hơi, linh lực toàn thân lưu chuyển, vỗ túi trữ vật. Mấy trăm thành phi kiếm liền đồng thời xuất hiện. Thần thức hắn đảo qua, ngưng tụ bên ngoài, sau đó liền điều khiển phi kiếm, điên cuồng lao tới, làn ánh sáng màu hồng ấy. Một loạt những tiếng động ầm ầm vang lên, toàn bộ số phi kiếm chỉ hướng đến một nơi đó, liên tục công kích. Lớp màng lung lay liên tục, từng đạo ánh sáng lóe lên, rồi dần dần dưới sự công kích của phi kiếm không ngừng, trên lớp màng xuất hiện một điểm lõm xuống. Ánh mắt vương đầm lóe lên, phi kiếm lập tức phát ra quang mang mãnh liệt, lại tiếp tục công kích vào điểm lõm, điểm lõm càng lúc càng sâu xuống. Lúc này con cự xà dường như đã nhận ra dị thường, nên thân thể bắt đầu vặn vẹo. Vương đầm lo lắng, lại vung tay ra. Mấy trăm cây phi kiếm công kích càng lúc càng mạnh. Rốt cuộc một tiếng phịch vang lên. Lớp màng bị phá nát. Một luồng máu tanh nồng phun ra. Thân hình vương đâm lé lên, lao đến sát bên tường thịt, lập tức nín thở. Ăn dược trong miệng phát huy hiệu quả, ngăn cản bụi tanh lại bên ngoài. Đợi cho bụi tanh biến mất, vương đâm lập tức nhảy vào. Lúc này thân rắn bên trong cự sàn này đột nhiên khô quát lại. Vương Lâm bờ hồ cảm giác được rằng cự xà sẽ không dễ dàng bị giết chết như thế. Nếu trong cơ thể cự xà lại có một con tiểu xà thế này, thì hiệu quả liệu còn có con rắn nào bên trong con tiểu xà đó nữa hay không? Quan trọng hơn, trước đó Mạnh Đạt Tử đã nói qua rằng cự xà này đích thực là một loại hồng hoang cự thú, tương đương với tu sĩ hóa thần đại viên mãn. Phải biết rằng hóa thần kỳ đại viên mãn đã là cường giả đứng đầu của tứ cấp tu trần quốc rồi trừ phi là mấy người đạt đến tù vi của cổ đế, đạt đến hóa thần kỳ đại viên mãn. Nhưng căn cứ vào lời nói của mạnh đa tử, thì Vương Lâm cho rằng những người này mới chỉ đạt đến hóa thần trung kỳ mà thôi. Còn lại không ai có thể đánh lại nó, chỉ có đường chạy trối chết thôi. Trước đó Vương Lâm cũng cho là như thế, nhưng rồi Vương Lâm phát hiện, con vật này ngoài lớp da dày thịt béo và khả năng phun khí độc ra thì không có thêm thần thông gì nữa cả điều này kết cho hắn không khỏi ngạc nhiên. Hắn quan sát người bên ngoài, thì thấy tuy cũng không ai mở miệng, nhưng trong ánh mắt đều ẩn chứa vẻ hoài nghi. Hắn trong lòng võ đoán rằng con vật này chỉ có thân thể là của hồng hoàng cự thú, nhưng lại không có được những thần thông tương đương với hóa thần kỳ đại viên mãn. Khi thấy trong miệng đó còn có một con rắn con nữa, thì hắn tin tưởng vào suy đoán của mình. Bởi thế nên hắn mới quyết định mạo hiểm lấy tủy từ trong miệng của nó. Từ những biểu hiện của nó, hắn nghĩ rằng ở bên trong nó không thể có nguy hiểm được. Thậm chí trong đầu của con rắn còn hiện lên một ý niệm cổ quái rằng con hồng hoang cử thú này là một loại sinh vật vô cùng kỳ dị. Cái kiểu con rắn trong lớn lại có con rắn trong nhỏ, trong con rắn nhỏ lại có con rắn nhỏ hơn. Mãi cho đến khi con rắn nhỏ nhất xuất hiện, không thể chứa được con rắn nào trong đó nữa đó mới là chân chính hồng hoàng cự thú. Còn cái thân thể bên ngoài to bự này, chỉ là nơi đó bày ra để ẩn giấu bản thể mà thôi. Vì thế nên đó mới không thể thi triển thần thông của hồng hoàng cự thú. Nghĩ đến đấy, hắn khẽ rùng mình một cái, vội vang ổn định tâm tư, nhanh chóng đi vào chỗ tiếp nối giữa đầu rắn và cổ rắn. Nơi đây có một lớp màng, mà chỉ thấy một chút xương trắng lộ ra bên ngoài tay phải vương lâm không chút do dự đặt lên đó hắn khống chế dẫn lực thuật đột nhiên hút mạnh một cái làm thân thể con rắn chấn động gió lốc nổi lên cùng lúc đó từ đầu của con rắn nhỏ trong con cự xà bỗng nhiên lóe ra hắc mang xà rắn nhanh chóng bị hòa tan sắc mặt mạnh đa tử đầy kinh hãi chật vật vội hướng về phía đầu rắn lao đi với tốc độ cực nhanh khi phong qua chỗ tiếp nối giữa đầu và cổ rắn thì hắn chợt nhìn thấy Vương Lâm, không chút do dự, hắn quát lên, đi mau, đây chỉ là một loại dao xa ký sinh mà thôi. Trong cơ thể nó có chín con rắn, con rắn cuối cùng bên trong mới là bản thể, có đầy đủ thần thông của hồng hoàng cự thú. Nói xong tay phải hắn vỗ vào lớp thịt, ngay lập tức trên lớp thịt, đến phì kiếm cũng có thương tổn, hiện lên một vết thâm đen. Con cự xa đau đớn há mồm, thân thình của mạnh đà tử chợt lóe lên, lao ra ngoài ánh mắt của vương đầm lại thay đổi chẳng những không chạy mà lại nép sát vào lớp thịt ẩn nút thân mình đúng lúc đó từ trong thân rắn khô quắt bỗng nhìn lao ra một con tiểu hồng dao long tốc độ nó nhanh như điện lao ra đuổi theo mạnh đa tử thân mình vương lầm vẫn cầy sát vào lớp thịt không nhúc nhích đợi cho mạnh đa tử và giao long bay đi xa ánh mắt của hắn lóe lên mạnh đa tử đúng là không hề có lòng tốt hắn nói vương đầm cùng chạy trốn mục đích là phân tán mục tiêu truy kích của giao long mà thôi nội tâm hắn cười lạnh hắn không muốn phải ở cùng một chỗ với mấy người này nữa bọn chúng cần hắn ở cửa thứ ba nếu mà mở ra được thì không có gì phải nói nhưng vương đâm biết hắn căn bản không có cái gì gọi là tử chú thuật cả nếu cửa thứ ba không mở ra được thì bản thân hắn không có giá trị lợi dụng nữa mà đến lúc đó thì dưới sự giận dữ chắc chắn chúng sẽ giết hắn cho hả giận mà nếu không lập tức bị giết thì hắn cũng bị lục dục mà quần thi triển ma công thụ thuật giả tên thanh niên có hai mắt thật thần kia là tấm gương rõ nhất cho vương lâm nguyên bản vương lâm tính toán tìm cơ hội chạy trốn ở đầu tầng thứ hai nếu không có cơ hội thì tìm cách làm cho tình hình trở nên lộn xộn rồi nhân cơ hội chạy trốn đến lúc đó bọn chúng cũng không có thời gian mà quản đến hắn nhưng mà hiện tại vương lâm thay đổi chủ ý con hồng dao long kia đã lao ra rồi. Nên trước mắt, thi thể của con cự xà này sẽ là nơi an toàn nhất. Hai mắt của hắn chớp động, ngay cả hướng xương sống hút lại. Lập tức cự xà chấn động mạnh, vương lâm cảm thấy huyết khí sống lên, không tự chủ được thân bình lao về phía trước. Sắc mặt hắn trở nên âm trầm, linh lực trong cơ thể vừa động, lập tức ổn định lại thân thể. Nhưng cảm giác huyết khí dần đền vẫn còn đó. Thần thức vương lâm đảo qua, theo kẽ răng của cự xà nhìn ra bên ngoài. Ngay lập tức, hắn hoàn toàn sững sờ. Cự xà này đang rơi xuống với tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, đã chìm vào bóng đêm hư vô. Ước chừng được canh giờ sau, tốc độ rơi xuống của nó mới chậm lại. Cuối cùng thân hình của nó chấn động. Bên ngoài phang lên những tiếng ông đầm đầm. Một lúc lâu sau mới yên tĩnh trở lại. Vương đầm hít một hơi thật sâu, không chút chậm trễ, tiếp tục thu lấy cốt tủy lúc này cự xà đã không còn cử động nữa cũng không có gì dị thường một giọt kim sắc dịch thể từ trong cột sống từ từ xuất hiện tỏa ra một mùi hương thơm ngát biểu tình của vương lâm trở nên nghiêm túc hắn vỗ túi chữ vật xuất ra một bình ngọc sau khi cho dịch thể này vào bình ngọc hắn mới thở phào nhẹ nhõm sau khi thu lại vào túi chữ vật hắn lập tức bay qua khe hở giữa các trăng nanh của cự xà trước mặt hắn là một mảnh hắc ám không hề có chút ánh sáng hai tay vườn đầm biến hóa pháp quyết quát nhẹ đi lập tức một hỏa cầu nho nhỏ vô thành vô thức xuất hiện trước mặt hắn hướng về phía trước bay ra tiệm lên vườn đầm phát ra vô số hỏa cầu về bốn phía sắc mặt của hắn bắt đầu trở nên cổ quái chính xác mà nói nơi này cũng là một khối đá lơ lửng giữa hư không chẳng qua khối đá này lớn hơn chỗ hắn đứng trước đó khoảng hơn trăm lần Lúc này thi thể con cự xà chỉ có cái đầu đang dính vào khối đá này. Thân mình nó buông xuống dưới, không biết kéo dài đến nơi đâu. Hai mắt cự xà nhắm chặt, không còn chút khí thức nào nữa. Vương đầm nhìn kỹ một chút, nhận ra do hồng dao long ly khai, nên giống như là nguyên anh của tu sĩ ly thể vậy. Cự xà tạm thời mất đi sức sống, nên mới từ trên cao ngã xuống. Điều này giải thích vì sao, khi hắn lấy đi dịch tủy, nó vẫn không có dị Động gì vương thâm nhìn cự xà ánh mắt lóe lên một chút hắn than nhẹ một tiếng rồi không tính toán nữa lúc này con cự xà chẳng khác gì một núi bảo vật những thứ khác chưa nói chỉ cần đội đan và lớp da đã là những vật báu vô giá nhưng vương lâm cũng không bị những thứ này làm cho ngu đầu trước hết không cần phải nói vách thịt bên ngoài đội đan hắn cũng không thể đâm qua được hơn nữa con hồng sắc dao long vừa chui ra kia có thể quay về bất cứ lúc nào một khi nó chú ý đến vương lâm, thì dù hắn có đến một trăm cái mạng, cũng sẽ chết trong nháy mắt. Vương lâm nhìn thoáng qua phía sau, từ trong miệng lấy ra phòng độc đan. Đan dược này đã bị rút nhỏ đi quá nửa, nhưng vương lâm vẫn trân trọng cho vào trong túi chữ vật. Không chút trần trở, hắn phá hủy đám hỏa cầu rồi nhảy lên. Tại hư vô hắc ám, anh đã thực sự quá trói mắt. Vì an toàn của bản thân, hắn thành sở soạn phi hành vậy dần dần hai mắt đã thích hứng được với bóng tối. Tuy không thể nói là nhìn rõ hoàn toàn bốn phía, nhưng ít ra cũng có thể thấy được hình dáng. Trừ bỏ khối đá này lớn hơn gấp trăm lần, tiến nơi này cũng không khác gì nhiều. Chẳng qua tốc độ di chuyển của các khối đá ở đây cũng nhanh hơn trên kia vài phần. Ngoài ra cảm giác nguy hiểm không ngừng từ bốn phường tam hướng chuyển đến. Vương Đâm di chuyển từng bước cẩn thận, tốc độ lại cũng chậm lại. Cứ đi được khoảng mấy trượng hắn lại cẩn thận quan sát bốn phía. Lúc này, hắn dừng lại trên một hòn đá. Bỗng nhiên thân thể hắn cứng đờ. Phía trước hắn có một bóng đen chợt lóe đi. Vương Lâm ngừng thở, thân mình đứng yên bất động, không dám cử động. Dần dần hắn có thể nhìn rõ, ở giữa khối đá có một bóng đen cao chừng trăm trượng. Trên thân đó có vô số xúc tua rất dài đang lay động một cách lộn xộn. Bóng đèn kia lóe lên, lúc nãy chính là một trong số những xúc tua của nó sinh vật cổ quái này có thể sinh sống dưới này, chứng tỏ thực lực của nó rất mạnh, không phải là loại hắn có thể trêu chọc vào được. Từ từ lùi lại phía sau mấy trượng, đến bên cạnh khối đá, hai mắt của hắn vẫn dán vào sinh vật đó. Bất chợt thân hình hắn đột nhiên lùi nhanh về phía sau, hướng phương xa bay đi. Mà cho đến khi đã cách xa đến mấy trăm trượng, Vương Lâm hít vào một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn vào tầng không vô tận, không kìm được cười khổ một tiếng chỉ có thể tới hòn đá lúc đầu hắn mới có thể tìm được hướng để đi ra ngoài vương lâm trầm mặc một chút thần thức không dám tản ra quá xa nếu không có thể trêu chọc một số sinh vật cường đại khiến bản thân mình rơi vào nguy hiểm hắn chậm chậm bay về phía trước bất chợt tầm mắt của hắn chợt thấy phía trước có một bóng đen khổng lồ hắn vội dừng lại nhìn kỹ một chút sau khi xác định đó chỉ là một khối đá hình tròn hắn mới lại chậm rãi bay đi. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng màu đỏ từ phía trên không nhanh không chóng lao xuống, mang theo một tiếng rít rất kỳ lạ. Thân hình vương đâm lập tức lao nhanh đến bên khối đá hình trụ tròn, không dám động đậy. Chỉ thấy ánh sáng màu đỏ kia phóng qua khối đá, hướng về bên dưới này rơi xuống. Nhanh mắt đã không thấy đâu nữa. Ra đầu vương đâm run lên. Trong một lúc thoáng lên vừa rồi, hắn mơ hồ nhìn thấy thân ảnh màu đỏ kia chính là con dao long đã thoát ra khỏi cự xa truy kích mạnh đà tử trước đó hiện tại hồng dao long này đã bay trở lại không biết mạnh đà tử đã sống hay chết vương lâm cười lạnh rơi khỏi vách đá lại chậm rãi bay về phía trước sau khi bay đến một khối đá hắn lập tức cẩn thận quan sát bốn phía đây là một khối đá không có sinh vật nào tồn tại sau khi xem xét kỹ một hồi vương lâm nhẹ nhàng thở ra khoanh chân ngồi xuống đó. Hắn uống vào một ngụm chất lỏng linh lực, cẩn thận nhìn về phía bên dưới. Con hồng giao long kia, một đi đã không trở lại, thân thể tất nhiên sẽ phát hiện ra điều lạ thường. Vương Lâm trầm mặc một lát, thân mình lập tức chìm vào trong khối đá. Hắn lên nghịch thiên châu ra, rồi chui vào trong không gian của hạt châu. Không đầu sau khi hắn tiến vào không gian của hạt châu, từ chỗ sâu bên dưới truyền ra một tiếng rống giận vang trời con hồng giao long như là tia chớp từ phía dưới bay lên liên tục giống to đánh nát mấy khối đá to bự đến mấy trăm trượng ánh mắt của nó dày đặc hàn mang thân mình lóe lên bắt đầu tìm kiếm muốn phía con hồng giao long này cũng có linh trí nhất định biết rằng kẻ trộm tủy vẫn có khả năng chưa rời đi xa nên hai mắt lộ ra hung quang chạy tới chạy lui khắp nơi một lúc lâu sau vẫn không tìm được cái gì sao lòng lại điên cuồng rít gào vài tiếng không cam lòng nằm úp xuống trên một khối đá, dần bình tĩnh trở lại. Nhưng rất nhanh, thân hình đó lại lập tức lao ra, hướng về khối đá mà trước đó vườn lầm đã bắt gặp bóng đen có vô số xúc tua. Ngay khi rào lòng sông đến, những xúc tua này cấp tốc lay động, nhanh chóng bện lại với nhau cùng một chỗ, tạo nên một thứ có hình dạng như cái chùy không chút sợ hãi nhằm vào con dao long màu đỏ những tiếng nổ ầm ầm từ phía dưới liên tiếp truyền ra cùng với đó là các loại ánh sáng với nhiều màu sắc lóe lên liên tục những đường linh được khổng lồ tỏa ra bốn phía trong chốc lát gần như một nửa số khối đá đã bị đánh nát sau một ngày đại chiến cuối cùng chậm rãi bình ổn xuống hồng Giao long giận cá chém thớt cuối cùng đánh cho bóng đen phải thất bại chạy đi nhưng nó cũng bị trọng thương sau khi gào rít mấy tiếng rốt cuộc nó cũng an tĩnh trở lại mười ngày sau vương đâm rời khỏi không gian của hạt châu thân hình lóe lên xuất hiện ở phía trên khối đá ngay khi vừa xuất hiện thần thức của hắn vội tàn ra quan sát chặt chẽ bốn phía những khối đá xung quanh rõ ràng đã ít đi đồng thời xuất hiện vô số những hòn đá vụn thật lâu sau vương đâm mới thở phàm một hơi lại trầm ngâm một lát sau đó hắn hướng về phía trên bay đi sau khi liên tục lướt qua mấy khối đá vương đâm đột nhiên giật mình một cái Liên nhìn chằm chằm về phía trước Vừa rồi trong nháy mắt Hắn nhìn thấy một khối đá vụn Ở phía trước đột nhiên biến mất Vẻ mặt của hắn trở nên ngưng trọng Từ từ lui về phía sau Đồng thời tay phải vung lên Hút mấy khối đá vụn vào tay Vương lầm điểm một cái về phía trước Thập giọng nói Đi Nhưng hòn đá này lập tức lao về phía trước Ánh mắt của hắn cũng nhìn chằm chằm về phía đó Chỉ thấy hòn đá này bay được một đoạn Thì đột nhiên biến mất Vương Lâm hít một hơi thật sâu. Hắn đã nhìn rõ vị trí hòn đá biến mất vừa nãy, bỗng nhiên xuất hiện một lỗ hồng màu đen, nho nhỏ rồi biến mất ngay. Nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, tầm mắt lại không tốt lắm, nên nhìn qua có vẻ như hòn đá đột nhiên biến mất. Vương Lâm trầm mặc nhìn chăm chăm về phía trước. Hắn vỗ túi chữ vật, xuất ra phi kiếm chắn ngang trước ngực. Tay phải hắn điểm lên thân kiếm một cái, phi kiếm lập tức bắn ra phía trước. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.